Kem V7 chính hãng là sản phẩm được xuất xứ từ Hàn Quốc. Trên thị trường hiện nay, dòng V7 chính hãng được phổ biến. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm nhái cũng lẫn lộn khá nhiều. Do vậy, khi mua hàng chị em nên cân nhắc, tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, kem V7 chính hãng là sản phẩm ưa chuộng trên thị trường, nên khá nhiều chị em thắc mắc không biết sản phẩm có giá bao nhiêu tiền. Chị em có thể khảo sát một vòng sẽ thấy giá của kem V7 có rất nhiều mức giá khác nhau. Nhìn chung các mức giá sẽ có sự chênh lệch vài chục ngàn đồng. Điều này có nghĩa có sự xen lẫn hàng giả hàng thật trên thị trường, nên giá mới có sự chênh lệch đến vậy. Nhiều nơi đã bỏ giá quá thấp kèm khuyến mãi để kích cầu người mua hàng, chị em rất dễ gặp phải mua hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, hàng đắt tiền cũng chưa hẳn là mặt hàng đạt chất lượng tốt. Vì vậy, chị em nên cân nhắc, tỉnh táo hơn khi mua sản phẩm V7 Toning Light. Đối với kem V7 Toning Light chính hãng loại 50ml sẽ có giá hơn 400 ngàn. Còn loại kem V7 Mini có giá khoảng từ 160 ngàn đến 200 ngàn. Kem V7 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.